Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình Tây Bắc chuyển động. Tuần qua các tỉnh khu vực Tây Bắc có những thông tin, sự kiện gì đáng chú ý? Chúng ta hãy cùng cập nhật trong 10 phút sắp tới. Ngày 14 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, đại diện các ban, sở, ngành, các lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện, thành phố, nguyên lãnh đạo tỉnh đoàn, đại diện tỉnh đoàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái cùng 220 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 121.000 thanh niên trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu đã thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội. Công tác chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng rõ rệt. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng được các cấp hội triển khai thực hiện tích cực, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, phúc lợi xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng hội, đoàn kết tập hợp thanh niên được nâng cao, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp được quan tâm. Thành viên tập thể, các câu lạc bộ trực thuộc thôn luôn chủ động trong công tác tổ chức các hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng và xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ, có 528 cá nhân, 302 tập thể được các cấp tặng bằng khen, trên 17.500 ý tưởng được sáng tạo, đề xuất, trong đó có 724 ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp, trên 85.500 lượt hội viên thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tư vấn hướng nghiệp cho trên 121.300 lượt đoàn viên thanh niên, trong đó trên 11.000 đoàn viên thanh niên đã có việc làm, giới thiệu việc làm cho 739 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 71%, giới thiệu trên 20.600 thanh niên ưu tú cho đoàn xem xét kết nạp. Với khẩu hiệu hành động, thanh niên Lai Châu đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng và phát triển. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu đã đề ra các chỉ tiêu trọng tâm như 100% cán bộ hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, đoàn và hội, 200.000 lượt hội viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp hội tổ chức, 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu tư, 10.000 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 30.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh mãn tính miễn phí. Tại xã Thượng Giáp, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, vừa tổ chức lễ hội giã cốm và hội chợ quê lần thứ 2 năm 2024. Tại xã Thượng Giáp, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lễ hội giã cốm và hội chợ quê lần thứ 2 năm 2024. Ngày hội được tổ chức thường niên vào mùa lúa mới. Đây là phong tục đồng bào dân tộc Tày khi mùa màng bội thu. Mong muốn làm sao là quảng bá những cái hình ảnh của địa phương đến coi như là các tỉnh huyện bạn cũng như cả ở trong nước về cái thực tế của cái cốm của chúng tôi là cốm sạch. Đấy, đặc sản nếp địa phương, nếp cái hoa vàng, ăn rất là ngon và làm từ những cái thực tế của bà con nông dân dân tộc Tày. Tại đây, du khách được trải nghiệm khám phá phiên chợ vùng cao với những nông sản sạch. Đến nay, cốm dần trở thành sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương, góp phần khôi phục và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Đây là một cái lễ hội rất là ý nghĩa, cũng có bảo tồn được cái nét văn hóa. Và em thấy là khá là độc đáo bởi vì là hiện tại thì cũng không phải là nhiều nơi còn lưu giữ được cái nét làm cốm truyền thống như vậy. Lễ hội giã cốm chợ quê nhằm phát triển, thúc đẩy để làm sao có tạo điều kiện cũng như là thu nhập cho bà con nông dân và gắn với lại phát triển du lịch sinh thái địa phương. Chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 16 tháng 10 sẽ dừng phát sóng công nghệ 2G. Trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có bước chạy đà, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc sẵn sàng dừng phát sóng công nghệ 2G, đưa người dân tiến tới công dân số. Anh Lúa à? Anh định đi đâu đấy? Về có mấy anh... Ở Hà Giang với huyện vào làm việc, anh về làm việc ơi. Không cần phải chạy xe lên mương để gọi người về họp như trước đây, mọi báo cáo về xã rồi tiếp nhận văn bản của cấp trên giờ đây đều được anh Sùng Mí Nô,
công an viên thôn Lùng Pủng, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh thực hiện trên chiếc điện thoại thông minh. Những điều này đến với anh Nô và hơn 60 hộ dân của thôn Lùng Pủng, xã Đường Thượng vẫn như một giấc mơ. Có sống Viettel thì mình có gì báo cáo thì cũng báo vào máy, vào Zalo. Và huyện thì có cái gì thì cũng báo cáo về Zalo với Facebook. Lùng Pủng, một thôn xa và khó khăn nhất của xã Đường Thượng, huyện Yên Minh. Con đường 3 km lên thôn hoàn toàn là đường đá, trơn trượt, dốc đứng. Trong những ngày trời mưa, để lên được thôn chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Toàn thôn có 60 hộ, 100% là hộ nghèo đồng bào dân tộc Mông. Do cách xa trung tâm xã nên chỉ nửa năm trước đây, Lùng Pủng là thôn trắng sóng điện thoại. Năm 2024 thì chúng tôi tiếp tục cái mục tiêu làm sao đảm bảo cái vùng phủ sóng 4G được như vùng phủ 2G. Về phía nhà mạng thì chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp để hỗ trợ bà con từ việc là cấp đổi SIM miễn phí, thế rồi hỗ trợ giá các cái loại máy 4G. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc dừng phát sóng công nghệ 2G từ ngày 16 tháng 10 năm 2024, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền và các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa. Thực hiện rà soát toàn bộ cơ sở hạ tầng, từng bước thay thế các trạm phát sóng 2G sang trạm phát sóng 3G, 4G. Đồng thời, để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong lộ trình tắt sóng 2G, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân thay thế thiết bị kết nối 2G lên thiết bị có kết nối 4G. Khi triển khai các chương trình này thì ngoài cái việc đầu tiên là về vấn đề hạ tầng chúng ta phải đảm bảo, cái thứ hai là công tác thông tin tuyên truyền để cho người dân hiểu được cái lợi ích của vấn đề chuyển từ 2G sang 3G như thế nào để người dân có cái sự chủ động. Và cái thứ ba là có các cái chương trình hỗ trợ về điện thoại, thiết bị thông minh, rồi thì hỗ trợ cước, hỗ trợ các cái dịch vụ. Kết quả đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có trên 2.044 trạm phát sóng 3G, 4G, 3 trạm phát sóng 5G và số trạm phát sóng 2G giảm xuống còn 763 trạm. Tổng số thuê bao điện thoại của toàn tỉnh ước trên 701.000, trong đó số thuê bao chỉ có kết nối 2G giảm xuống còn 24.500, thuê bao chiếm 3,5% tổng số thuê bao điện thoại trong toàn tỉnh. Để giúp người dân phục hồi sản xuất sau khi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó chú trọng đến việc hỗ trợ giống, thuốc khử khuẩn để bà con sử dụng trong vụ sản xuất mới. Xã Tiên Du, huyện Phú Ninh vừa được cấp hạt rau giống các loại để phát miễn phí cho bà con nông dân kịp gieo trồng trong vụ đông năm nay. Với đa dạng chủng loại hạt rau, người dân trong xã rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của ngành nông nghiệp. Qua vừa rồi ngập úng thì những rau màu nó cũng bị ngập úng hết. Thế được trên quan tâm như thế này thì bà con nhân dân rất là phấn khởi. Thứ hai nữa là đây là cũng một cái quan tâm thiết thực cho bà con nhân dân để mà khắc phục sau cái bão lũ. Những cái hạt rau mà trên hỗ trợ là rất phù hợp, tôi thấy là rất phù hợp với cái đồng đất ở Tiên Du. Và tại thời điểm này ở xã Tiên Du thì một số cái vị trí mà bị ngập lụt thì bà con đang tiến hành làm đất để mà làm rau màu ngắn ngày để đảm bảo cái thời vụ của năm 2024. Cùng với hỗ trợ hạt rau giống, 7 xã bị ngập lụt do bão số 3 trên địa bàn huyện Phú Ninh đã được hỗ trợ hóa chất khử khuẩn. Sau khi nhận được hóa chất từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và xã, sẽ giao cho khuyến nông cơ sở hướng dẫn phun khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi trước khi tái đàn. Phòng Nông nghiệp đã tiếp nhận một số các cái hạt rau giống và các cái hóa chất khử trùng tiêu độc do các cái đơn vị hỗ trợ tài trợ. Và sau khi tiếp nhận thì chúng tôi đã kịp thời chuyển về cho các cái địa phương để phát cho bà con dân kịp thời khắc phục sản xuất sau cái bão lũ gây ra. Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã vận động các doanh nghiệp, tập đoàn hỗ trợ người dân về giống, vật tư nông nghiệp để họ yên tâm phục hồi sản xuất sau bão lũ. Đến thời điểm này, ngành đã vận động được hơn 400 kg hạt giống các loại, 13.900 lít hóa chất khử trùng tiêu độc trong chăn nuôi, 2,3 tấn men vi sinh, hơn 1 tấn chế phẩm vi sinh và các sản phẩm phục vụ chăn nuôi. Tới đây thì ngành sẽ tiếp tục vận động các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn để mà tiếp tục có điều kiện hỗ trợ cho người dân trong cái khôi phục cái sản xuất vụ đông.
Thế ngoài ra một số các cái doanh nghiệp cung ứng giống, ví dụ như CP hay là Viện Nghiên cứu Ngô, họ cũng cam kết giảm giá giống ngô cho các cái hợp tác xã cũng như người dân trong cái sản xuất vụ đông, giảm giá 20.000 đồng một cân cho các cái giống ngô trồng vụ đông trong cái vùng ngập lụt vừa rồi. Hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã tập hợp số liệu thiệt hại sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ số tiền 33 tỷ đồng để giúp bà con dân dân khôi phục sản xuất, mức hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có nhiều cơ chế chính sách thu hút đầu tư để khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp luôn được xem là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Mỗi năm đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng huyện Mai Sơn ngày càng đổi mới và phát triển. Niên vụ 2023-2024, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tiếp tục ổn định vùng nguyên liệu 9.114 ha mía, sản lượng mía ước đạt 650.000 tấn. Để đảm bảo thu mua hết mía nguyên liệu và đáp ứng công suất 5.000 tấn trên một ngày, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng bảo dưỡng, thay thế, nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất và hệ thống xử lý nước thải, đồng thời tiếp tục thực hiện phương châm bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nông dân và người trồng mía. Về cái công tác an sinh xã hội thì nó có hai cái nội dung mà công ty hàng năm thường xuyên là rất là quan tâm. Thứ nhất là an sinh cho người lao động, tập thể người lao động với 500 con người, cán bộ và người lao động trong công ty. Cái thứ hai là an sinh cho toàn bộ cái vùng nguyên liệu mía gồm 10.000 hectare trên cái diện tích hai huyện Mai Sơn và Yên Châu. Nó thể hiện cái công tác là doanh nghiệp làm ăn đứng trên địa bàn, đóng góp, nộp ngân sách, nộp phí cho nhà nước nhưng mà vẫn gắn liền với lại các cái chính sách của địa phương. Thực hiện nhiệm vụ đưa nguồn vốn tín dụng đến với người dân doanh nghiệp trên địa bàn, Agribank chi nhánh huyện Mai Sơn đã triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của đơn vị đạt 1.557 tỷ đồng, tổng dư nợ gần 2.000 tỷ đồng, với tổng số 7.217 khách hàng, chủ yếu là doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyên về lĩnh vực nông nghiệp và hộ gia đình. Agribank Mai Sơn đã tích cực chủ động tìm kiếm cũng như là nắm bắt khách hàng, đồng thời là hỗ trợ khách hàng các cái chính sách hỗ trợ để giảm lãi suất từ 0,5 đến 1% so với lãi suất hiện hành, khuyến khích cho người dân cũng như cán bộ thực hiện cái việc cho vay tiêu dùng, cho vay thấu chi, hạn chế cái việc người dân có thể sử dụng các món vay nhỏ lẻ thông qua các tín dụng đen. Về cái số thu ngân sách hàng năm mà đối với là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ và cá nhân kinh doanh đóng góp là dao động là từ 55 đến 58 tỷ đồng. Thế chiếm cái tỷ lệ là 55% trên cái tổng số là dự toán giao về cái thuế và phí. Thế đây là một cái con số nó là minh chứng cho cái sự là đóng góp quan trọng là của các cái doanh nghiệp, hợp tác xã. Với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến doanh nghiệp, huyện Mai Sơn đã có nhiều cơ chế chính sách đồng bộ phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên cơ sở ưu tiên các dự án nằm trong danh mục các lĩnh vực sản xuất sản phẩm thế mạnh của huyện, tạo điều kiện bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, giúp các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện Mai Sơn có nhiều cơ hội kiến tạo, khởi nghiệp và phát triển. Huyện đã tập trung đổi mới cải cách hành chính để làm sao tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất giúp cho doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động, duy trì cái việc là tiếp xúc, gặp gỡ rồi là đối thoại để qua đó thì nghe những ý kiến khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, chủ động phối hợp với các sở ngành cũng như là các doanh nghiệp xây dựng cái chuỗi trong sản xuất, trong chế biến, trong tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm. Chi hội doanh nghiệp huyện Mai Sơn mong rằng huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng ban chuyên môn của huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp xã trên địa bàn huyện ngày càng phát triển đúng như mong muốn, doanh nghiệp phát tài, Mai Sơn phát triển. Doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển, cộng đồng doanh nghiệp Mai Sơn sẽ tiếp tục khẳng định là động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, góp phần thực hiện hóa mục tiêu xây dựng huyện Mai Sơn phát triển xanh, nhanh và bền vững.
Chuyên mục Tây Bắc chuyển động tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.